tháng 6 năm cách đây 10 năm, đúng 10 năm thì Tốt Thiền được thành lập, và qua 10 năm thì tập đoàn của Tốt Thiền đã lớn mạnh rất là nhiều. Một lần nữa xin thay mặt cho cán bộ công nhân viên của công ty Thủy Điện Bái Huế xin kính chúc thầy giáo Loan Văn Sơn và các cộng sự mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Tốt Thiền trường tồn. Xin cảm ơn.